Dính lùm xùm bị chê cười ở Việt Nam, nam em sang tận Thái Lan họp báo, hát tiếng Thái nghe mà nghẹn luôn. Hoa Khôi giới thiệu MV, sao anh là tốt nhất, hát bằng tiếng Thái, kể lại chuyện tình buồn vừa trải qua. Nam em gây bất ngờ khi tổ chức họp báo tại Thái Lan, ngày 28 tháng 5 để ra mắt MV, sao anh là tốt nhất, một sáng tác của Phúc Bồ. Cuộc họp báo được tổ chức tại Bangkok, nam em đến sớm mặc kín đáo và thanh lịch. Khoảng 15 giờ báo đài của Thái Lan tham gia sự kiện này, ekip của nam em tự liên hệ với các cơ quan truyền thông ở xứ sở Chùa Vàng để mời họ đến buổi ra mắt. Nam em gây ấn tượng bởi sự tự tin thân thiện với nụ cười luôn nở trên môi. Cô yêu thích đất nước Thái Lan nên quyết định học tiếng Thái làm MV để phát hành tại đây. Nam em hy vọng được khán giả Thái Lan biết đến và yêu mến. Nam em được mọi người khen hát tiếng Thái khá tốt, MV quay đẹp và chỉnh chu. Hoa Khôi chia sẻ, bài hát là một phần câu chuyện tình yêu của chính mình. Cô đang cố gắng dùng công việc và âm nhạc để quên đi những kỷ niệm buồn. Nam em sẽ ra mắt MV phiên bản Việt của ca khúc này vào 31 tháng 5. Sau buổi họp báo, cơ quan truyền thông liên tục phỏng vấn Hoa Khôi và mong cô hoạt động nhiều hơn tại Thái Lan. Thánh Chữ Duy Mạnh phát ngôn sốc về Trinh Tiết trong showbiz. Còn Trinh thì không đứa nào thèm chơi, mắng Lê Minh Sơn tâm thần. Trong khi cụ người mẫu Trang Trần nói chẳng có ai còn Trinh khi vào showbiz đâu, Duy Mạnh tuyên bố vào showbiz mà nói còn Trinh thì không đứa nào thèm đụng. Sau phát ngôn, phổ mông như cách chào hỏi trong showbiz của Phạm Anh Khoa, dư luận ngỡ ngàng với câu nói của cụ người mẫu Trang Trần, chẳng có ai còn Trinh khi vào showbiz đâu. Phụ nữ gà tình hay xàm sợ sẽ rất bực, nhưng nếu là người thẳng thắn thì nói rõ luôn. Tưởng hiếp dâm mà dễ à, xin lỗi cái showbiz này thối lắm. Không có ai hiền và cũng chẳng có ai còn Trinh khi vào showbiz đâu, Trang Trần bày tỏ. Theo lời Trang Trần, những người mà khán giả vẫn gọi là nghệ sĩ thường có cách sống phóng khoáng, cởi mở hơn so với các quy chuẩn nguyên tắc chung của xã hội. Thế nhưng, Hoa hậu Hennie không đồng tình với phát ngôn của Trang Trần khi bình luận vừa ngô nghê nhưng dễ thương. Dưới bài đăng về câu nói gây bạo của Trang Trần, Hennie bình luận ngắn gọn, vậy em chưa vào showbiz nè. Qua đó, người đẹp AD đang nhằm gửi đi thông điệp mình vẫn còn chín chắn. Phản ứng trước phát ngôn của Trang Trần, nữ ca sĩ Miko Lan Trinh đăng status gửi đàn chị. Chị Trang Trần, em tuyên bố với chị luôn là em hoàn toàn còn Trinh khi vào showbiz chị nhé. Ngây thơ đến mãi nửa thập kỷ chị à. Em chắc chắn có nhiều bạn nữ dù đã trưởng thành nhưng vẫn khó lòng bảo vệ được mình vì nhiều lý do. Vì những lý do đó mà họ cũng không dám lên tiếng về sau. Không phải ai cũng được mạnh mẽ như chị. Có rất nhiều cô gái bề ngoài nhìn cứng rắn nhưng thần kinh có thể không được thép. Có thể bị điều khiển, bị đe dọa, bị trấn áp. Khi có fan hỏi về vấn đề nhạy cảm này, ca sĩ Duy Mạnh bừng luận sốc chẳng kém Trang Trần. Vào showbiz mà nói còn Trinh thì không đứa nào thèm đụng. Hoặc nếu còn thì thế nào cũng bị bọn nó suối, bán cho mấy chàng đại gia lắm tiền. Lý do vì môi trường showbiz dành cho tiền bạc và danh vọng, chứ không phải nơi dành cho tình yêu và hạnh phúc. Duy Mạnh tuyên bố vào showbiz mà còn Trinh thì không đứa nào thèm đụng, hoặc sẽ bị gà bán cho đại gia. Trong bài phỏng vấn mới đây, nhạc sĩ Lê Minh Sơn gây tranh cãi khi nhận định những từ ngữ tầm thường như anh yêu em, ngất ngây, đắm say, con tim hao gầy được viết ra từ những con người tầm thường. Không chỉ đích danh ai, nhưng phát ngôn của huấn luyện viên Sinh Mai Son đã đụng chạm đến không ít nhạc sĩ trẻ và trở thành đề tài tranh luận trên các diễn đàn mạng xã hội. Trước câu hỏi của fan rằng Lê Minh Sơn bảo nhạc sĩ mà viết câu anh yêu em là tầm thường, anh có suy nghĩ gì vì anh cũng là nhạc sĩ nhiều bài hit, Duy Mạnh không ngại trả lời, thằng đấy bị tâm thần, chấp với nó làm gì? Duy Mạnh mắng Lê Minh Sơn bị tâm thần. Đây là lý do cưới hơn một năm, Trấn Thành vẫn không gọi mẹ Harry là mẹ, tiết lộ sự thật về quan hệ trong nhà. Dành nhiều lời khen cho Hương Giang, nhưng Trấn Thành và Harry Won đều cười té ghế với màn giả gái của Trường Giang. Manbred khi đàn ông mang bầu 2018 là show thực tế trải nghiệm đầu tiên mà Trấn Thành Harry Won tham gia, với vai trò người chơi chứ không diễn xuất hay ca hát. Có không ít câu chuyện vui nhộn xoay quanh đời sống của đôi vợ chồng son, lần đầu được tiết lộ như việc Trấn Thành không gọi mẹ Harry là mẹ vợ, hay chuyện cả gia đình Asin hay quay lén nhau để cả nhà cùng vui. Trấn Thành cho biết anh luôn gọi mẹ Harry Won là Sophie Nuna, chị Sophie, vì mẹ Harry rất hài hước và thường xuyên chặt chém con rể. Asin còn hùng hồn khẳng định Trấn Thành chặt chém người ta ra sao
thì cổ chặt chém tôi như vậy. Trên đời này chỉ có một mình mẹ vợ tôi chặt được tôi thôi. Anh chàng còn kể lại câu chuyện xoắn não diễn ra trong hai bên gia đình, khiến anh tin chắc mẹ Harry Won thực sự yêu thương mình. Vợ em hay quay lén những hành động kỳ quặc của em ở nhà, gửi cho má vợ em coi. Má vợ em coi ngồi cười. Em vợ lại quay lén má vợ gửi cho vợ em. Vợ lại cho em coi, vậy đó gia đình này vui lắm. Hai bà mẹ trong gia đình Việt Hàn được dịp hội ngộ trong Melbourne. Trứng Thành không giấu được sự tò mò rằng chị mẹ vợ nghĩ về mình ra sao. Trong tập 1, hình ảnh tóc vàng hoe, áo hồng hay váy xanh lại thêm nốt ruồi đậm đà của Trường Giang, lại khiến Harry Won cười như được mùa. Tuy đã khéo léo khen ngợi Trường Giang là người hài hước nhất trong số 6 bà bầu ngôi sao, nhưng cô nàng vẫn bị ông xã bắt bài. Đây chính là cảm xúc miệt thị của Lê Lộc khi thấy anh có bầu, biểu cảm đã nói lên tất cả. Về phần mình, Trứng Thành thẳng thắn chê bai ngoại hình của Mười Khó. Tôi nghĩ Trường Giang không nên có bầu, đây là bà bầu xấu nhất Việt Nam. Tôi nổi hết cả da gà. Harry Won bật cười khi nhớ lại tạo hình giả gái của Trường Giang. Cận cảnh hình ảnh bà bầu Trường Giang khiến Trứng Thành nổi da gà. Hai thành viên của gia đình Việt Hàn cũng nhất trí rằng Hương Giang vẫn xinh xắn, chuẩn phơm, dù phải ca múa với chiếc bụng bầu. Nếu Harry Won không muốn nói tới vì mình không đẹp bằng hoa hậu, thì Trứng Thành lại cho rằng khi đàn ông mang bầu quá phù hợp với Hương Giang. Bên cạnh độ đẹp đồng đều thì hai thành viên của gia đình kỳ vĩ cũng khiến Harry Won thích thú vì độ hiền lành không chiêu trò, lém lỉnh như Trường Giang, Hương Giang. Tuy vậy, Trứng Thành vẫn không quên nhắc nhở bà xã, em chỉ nhìn những gì trước mắt, chứ em đâu có nhìn thấy độ đồng lòng của họ. Hứa Vĩ Văn có thể thật thà chứ kỳ duyên có cái duyên kỳ lắm. Em để ý đi, cô bé thông minh và rất chịu chơi, đụng cái gì cũng chơi hết mình. Hai thành viên của gia đình Việt Hàn xinh xắn cả đôi trong tạo hình bà bầu. Theo Trứng Thành, Hứa Vĩ Văn có thể hiền lành, nhưng Kỳ Duyên cũng là một cô nàng lắm chiêu đáng đề phòng. Nam em lên tiếng về việc cố tình mặc mẫu váy Nhã Phương Diện khi được cầu hôn. Nam em tiếp tục làm xáo động câu chuyện tình cảm của mình với Trường Giang khi chia sẻ hình ảnh mới nhất. Câu chuyện của Mít Thất Tình và danh hài Đào Hoa tưởng chừng như đã dần bị quên lãng khi các nhân vật chính đều tập trung cho dự án mới và không muốn nhắc đến scandal tình ái. Nhưng mới đây, nam em lại khiến khán giả tò mò khi chia sẻ hình ảnh mới nhất của mình kèm những lời lẽ đầy ẩn ý. Vỏ tắc em, đừng trách em thâm cung bí sử. Trong ảnh, nam em mặc đúng chiếc đầm ren trắng mà Nhã Phương sử dụng hôm Trường Giang cầu hôn trên sóng truyền hình. Nam em nhận được khá nhiều lời bình phẩm không mấy vừa tai khi chia sẻ hình ảnh trong bộ trang phục đụng hàng với Nhã Phương. Mẫu váy dạ hội trắng đi kèm chi tiết hoa ren trang trí của nhà thiết kế Lê Thanh Hải được Nhã Phương sử dụng tại lễ trao giải Mai Vàng 2017 hôm 18 tháng 1. Cũng trong đêm trao giải tại nhà hát thành phố Hồ Chí Minh, nữ diễn viên bất ngờ được Trường Giang cầu hôn khi sử dụng lại mẫu váy Nhã Phương từng mặc. Nam em nhận khá nhiều lời chỉ trích khá gay gắt từ khán giả. Phần đông đều cho rằng cô vẫn chưa chịu để yên cho hai nhân vật còn lại và dường như sắp bày trò mới. Chia sẻ cùng chúng tôi, quản lý truyền thông của nam em cho biết mẫu váy trắng của nhà thiết kế Trương Thanh Hải được nam em sử dụng tại sự kiện vào ngày 25 tháng 5. Đây là sự trùng hợp vô tình chứ không cố ý như sự bàn tán trên mạng xã hội. Hình ảnh Nhã Phương và Trường Giang trong đêm trao giải Mai Vàng 2017. Trang phục Nhã Phương và nam em sử dụng là mẫu váy dạ hội thiết kế trên chất liệu lụa trắng, đi kèm hoa ren tiệp màu của Trương Thanh Hải. Bị chặt chém, Lan Ngọc nhắc lại scandal với nam em để trả thù. Trường Giang nghe xong tái mặt, quay đi nói một câu cực gay. Trường Giang đã nhanh chóng bịt miệng trước khi Lan Ngọc khui ra scandal của nam danh hài. Màn đối đáp bá đạo giữa Trường Giang và Lan Ngọc. Mới đây, trong một game show kiến thức, Lan Ngọc đã trả lời chính xác một câu hỏi về lĩnh vực bóng đá. Nữ diễn viên được MC Harry Won hết lời khen ngợi. Sao em biết hay vậy, chơi đá bóng hay lắm hả? Trước thắc mắc của đàn chị, Lan Ngọc tiết lộ lý do vì bạn trai cũ từng chơi bóng nên cô biết. Câu trả lời của người đẹp khiến Trường Giang và Nam Thư đứng bên cạnh chú ý. Danh hài xứ Quảng ngay lập tức quay sang thì thầm với Nam Thư. Bây giờ anh mới nhận ra có những thứ xấu là cứu cánh cho Ngọc những lúc khó khăn và được kiều nữ tặng luôn hành động like tương ứng. Nhận thấy mình đang bị các đồng nghiệp hợp sức bông đùa nên Dương Lan Ngọc đứng phắt dậy phản pháo với hàm ý. Muốn khơi lại chuyện cũ của đàn anh và hoa khôi nam em từng làm tốn không ít giấy mật của truyền thông. Anh Giang ơi, chuyện đó qua rồi, anh có muốn em nhắc lại chuyện của anh không?
Trường Giang bị đàn em dọa khơi lại chuyện tình cảm, nhưng lập tức có cách xử lý vô cùng khôn khéo. Khi khán giả Trường quay vỗ tay mạnh, danh hài tung chiêu bịt miệng Lan Ngọc bằng cách nhanh chóng đổi chủ đề, thôi tiếp tục đi. Anh chàng phớt lờ như chưa có gì xảy ra và tiếp tục chương trình.